Dạ vâng, vậy là chúng ta đã có bắt đầu trận rồi. Bắt đầu trận đấu. Vâng, anh Thức đã với lợi thế đi trước của mình thì anh Thức đã đi thúc tốt rồi. Binh ba tiến một, tiên nhân chỉ lộ. Vâng, nhắc đến Đắk Nông thì Phi Liêm cũng đang tìm có rất nhiều thông tin về tỉnh Đắk Nông. Và Kon Tum thì chúng ta cũng vừa được biết rồi, đó là một tỉnh thì cũng có rất nhiều cái cảnh quan nên thơ. Vâng, cả hai bên đang hình thành thế trận đối binh cuộc rồi. Sau nước xe 1 tiến 1 của anh Trần Văn Thức thì anh Trinh đã đi mã 8 tiến 7. Mã 8 tiến 7, vâng, những nước cờ rất là ổn định và đúng chuẩn chỉnh như búc thôi. Vâng, đến đây thì bên đỏ có thể đi xe 1 bình 4 bình 6. Tuy nhiên thì anh Thức đã lựa chọn phương án đi xe 9 tấn 1. Có lẽ là anh sẽ muốn hoành cả hai xe lên để ra những cái nơi ra hai cột rồi xe 9 bình 6 hoặc là xe 1 bình 4. Tuy nhiên lúc này thì bên đen cũng sẽ có một cái phương án sau khi mà nhận thấy bên đỏ đi xe 9 tấn 1 thì bên đen đã đi pháo 2 bình 1 nhằm mục đích để có thể ra xe 1 bình 2 một cách nhanh nhất. Tấn công vào cánh trái của bên bên đỏ. Pháo 8 tiến 4. Vâng, nếu xe 1 bình 2 thì sẽ là ăn tốt qua đúng không ạ? Liệu bây giờ anh chỉnh có đi tốt 7 tiến 1 không? Rõ ràng nếu như mà thúc tốt 7 thì con tượng sẽ phải treo lên. Và nước sau thì bên đỏ cũng có thể đi pháo 8 bình 7. Vâng, xe 1 bình 2 bắt luôn và pháo 8 bình bình 3 rồi, ăn tốt. Tiến xe 2 tiến 6 được không quý vị? Xe 2 tiến 6 đè con mã 7. Vâng, xin 6 tiến 5. Mục đích phòng thủ đồng thời có thể tạo cơ hội cho xe 9 bình 6. Tuy nhiên thì anh Thức đã có sẵn một xe 1 rồi và ngay lập tức thì xe 1 bình 4 qua. Xe 2 tiến 6 được chưa hay là đấu luôn? Phi Liêm thì thích nước xe 2 tiến 6 trước. Rõ ràng với việc mà pháo 8 tấn 4 với pháo 8 bình 3 thì sau này sẽ không có sau khi xe 2 bình 3 mà ăn được tốt đè mã thì không có nước pháo 8 thái 1 để có thể chạy vào cột 7 để bắt xe nữa. Đó cũng là một cái điểm mà sau này bên đen có cách đánh là đi mã 3 tấn 4 này hoặc là thúc tốt 3 tiến 1 sang. Đen đi vào 8 tiến 4 à? Thắng Nguyễn nghĩa là không không đi xị 6 tiến 5 đúng không? Ý bạn là không đi xị 6 tấn 5 mà đi pháo 8 tiến 4 luôn hả? Đấy, cá nhân Phi Liên thì thích là đi xe 2 tấn 6 ăn vào con tốt 7 hơn. Đấy, mình lại thích nước đó hơn. Đấy, pháo...
Vâng, bây giờ thì anh Chỉnh sẽ đi đâu? Vâng, xe 2 tiến 6 rồi. Rõ ràng không phi xe 2 tiến 6 lên thì nước sau bên đỏ cũng có nước xe 4 tấn 3 kiểm soát cái hàng hà, sau đó nước thúc tốt 3 tiến 1 lên thì tất cả cái quân của bên đỏ đều thông thoáng. À, chính vì vậy mà bên đen đang muốn là ăn xe 2 tiến 3, tiến xe sớm để ăn được con xe vào con tốt, đè con mã lại. Vâng, xin chào bạn Chiến Thắng nhé, chào mừng bạn đến kênh ạ. Chuyển logo giữa bàn cờ ra ngoài mép à? Vâng, cảm ơn anh đã góp ý, cái này thì để em sẽ trao đổi lại với bộ phận kỹ thuật. Vậy là sau nước xe 2 tấn 6 thì bên đỏ đã quyết định đi pháo hoa 2 tấn 1 và ngay lập tức thì bên đen đã đi xe 2 tấn 1. À, tuy nhiên bây giờ bên đỏ đi xe 9 tấn 1 đấu thì sao? Xe 9 tấn 1 đấu thì bên đen có đấu không? Đấy, không thể chạy xe 2, lại chạy xe 2 tấn 1 nữa thì lại mất mất nước đúng không ạ? Vâng, xe 2 thoái 3 rồi. Vậy là đỏ để cho bên đen đi xe 9 tiến 1 và cái quân xe 9 này sẽ làm sẽ bị hạn hẹp đó. Không có đường, chưa có đường phát triển. Lại xe 2 thoái 3. Vâng, xin chào bạn Châu Thành Đạt nhé. Chào mừng bạn tới kênh. Rõ ràng là như bạn nói, cả hai bên đang tuân thủ nghiêm ngặt đấy. Phát triển quân một cách gọi là vừa từ tốn và từng chút một đấy. Vâng, xe 4 tiến 3, bây giờ đấu xe được không? Xe 4 tiến 4 rồi, xe 4 tiến 4 để... Liệu con xe 9 bây giờ đấu được chưa hay là chạy pháo 8 bình 9 để xe 9 bình 8 đây? Rõ ràng lúc này thì quân xe 9 của bên đỏ đang chưa ra được. Vâng, tốt 1 tiến 1 ngay rồi. Đang đe dọa tốt 1 tiến 1. Có lẽ bên đỏ phải nghĩ tới việc di chuyển con xe 9 rồi. Vâng, tuy nhiên thì anh Thức đã mặc kệ. Tiếp tục đi tốt 3 tiến 1 và ngay lập tức thì anh Chỉnh đã đi tốt 1 tiến 1. Rõ ràng lúc này thì không thể ăn tốt lên được. Bây giờ chạy đâu? Khả năng bên đen đang muốn đi binh 1 bình 2 đó, binh 1 bình 2 để bắt xe. Đấy, nếu như xe 9 bình 8 thì lại tiếp tục binh 2 tấn 1. Đấy, giật về thì tốt 2 tiến 1 và rồi bên đỏ xử lý thế nào đây?
y binh 1 bình 2 ấy, thì bên đen rất khó, bên đỏ rất khó xử lý. Vâng, vậy là Thức đã quyết định rồi, anh Thức đã quyết định là đi mã 7 thoái 5. Mở đường cho xe chạy. Vâng, sau một hồi suy nghĩ thì bên anh Lê Văn Chỉnh đã quyết định là đi xe 2 tấn 1. Có lẽ anh đang tính tới việc là đi mã pháo 1 tiến 2 chăng? Có 1 tiến 2 để bắt xe đó, sau đó là pháo 1 lại bình 7. Và có lẽ nhận thấy rằng khi mà đã cái kế hoạch để bắt quân xe đỏ không được thì anh đang có sự điều chỉnh rồi. Chạy xe 2 tiến 1 lên và sau đó là pháo 1 tiến 2. Đấy, cũng nhằm tiêu diệt cái quân phá quân tốt 3 ấy, là cái quân tốt có thể dẫn tới nguy hiểm về sau. Xe 9 bình 4 chạy được chưa? Tiến xe lên được chưa? Và tiến pháo lên. Nếu pháo 1 tiến 2 thì khả năng là bên bên đỏ sẽ đi xe 4 thoái 1 được không quý vị? Đi xe 4 thoái 1. Tuy nhiên thì bên đen cứ ăn đi, cứ ăn tốt 7. Và cứ ăn tốt 3 của bên đỏ. Nếu ăn xe thì binh 1 bình 2. Còn nếu mà binh 9 tiến 1 thì lúc đó mới lấy xe ăn xe. Tuy nhiên bên đen vẫn đang tính đến một phương án khả năng là có thể ăn tốt biên nữa. Vâng, pháo ăn tốt biên. Bên đỏ đang tính tới phương án đi xe 4 tấn 2, vừa đấu xe đồng thời để cho con mã 3 có thể bảo vệ cho con tốt đầu. Nếu đi xe 4 tấn 2 thì đen đi đâu? Chạy xe 9 bình 6 đấu nốt được không ạ? Tuy nhiên đấu xong thì bên đỏ có nước có 3 bình 4 này. Chị Liêm anh ngại là sau khi mà đấu hai xe xong thì cái quân tốt 3 nó lại là quân tốt rất là mạnh. Thế vừa rồi nếu như mà bên đen á, bên đen muốn ổn định tình hình thì khả năng vẫn có thể đi nước pháo 1 tiến 2. Pháo 1 tiến 2 bắt xe đi và pháo ăn sang tốt. Tuy nhiên thì anh Chỉnh anh đã lựa chọn phương án là ăn tốt biên cơ. Đấy, lấy pháo 1 tiến 4 ăn tốt biên. Đe dọa bắt tốt đầu và khả năng là muốn chơi pháo giáp. Tuy nhiên lúc này nếu như đi xe 4 tiến 2 thì bên đen cũng khó. Bên đen sẽ nếu như mà không đấu xe chạy xe đi thì mất tốt biên và xe đỏ lại ăn bắt ăn và bắt pháo viên. Ồ, vậy là Thức đã quyết định à? Anh Thức đã quyết định đi mã 5 tấn 7. Không đấu xe vội. Mã 5 tấn 7 thì bây giờ tấn pháo 1 tiến 3 được không?
Vâng, chạy xe 2 tấn 2 luôn. Xe 2 tấn 2 thì bây giờ đi xe 4 thoái 1. Mình đang tính là sẽ bị ăn mất con tốt biên nữa. Xe 4 thoái 1 thì đá tốt 1 bình 2. Vâng. Nếu như mà để bên đỏ ăn mất con tốt biên đồng thời chuyển xe qua bắt con pháo thì bên đen lại không có đường nào, là không có cái không có sự tấn công nữa, không có sự đe dọa. Bây giờ chạy luôn tốt 1 bình 2 được không? Khả năng anh chỉnh lại đang ngại nếu mà giữ tốt thì bên đỏ có nước pháo 3 bình 4 rồi thúc tốt 3 tiến 1. Tuy nhiên là chấp nhận thôi đúng không quý vị? Mỗi người đánh một cánh. Và mỗi người đều có một con tốt sang sông. Liệu bây giờ anh Thức có đi pháo 3 bình 4 không? Vâng, có vẻ như là định rẽ luôn tốt à? Rẽ luôn tốt vào. Pháo 2 tấn 2 và vâng. Pháo 2 tấn 2 nếu như pháo 1 thoái 1 bắt xe chạy xe đi thì đấu đấu mã à? Đấu pháo đi. Vâng. Khả năng là sẽ bên anh chỉnh sẽ không dùng phương án này rồi. Nhưng bây giờ đi đâu? Nếu thúc tốt 1 tốt 1 xuống được không? Thúc tốt 2 xuống. Vâng, vậy là anh chỉnh đã chọn phương án bình ổn rồi. Bắt tốt thì cùng bắt tốt. Vâng, tại sao không thúc tốt xuống nhỉ? Tốt 2 tấn 1 xuống được không? Tốt 2 tiến 1 thì vừa đang đe dọa là chạy ăn pháo 1 bình 3 đấy. Pháo 1 bình 3 ăn bắt tượng. Đồng thời là dọa binh tốt 2 bình 3 ăn tốt đuổi mã cũng được. À, tuy nhiên thì anh Chỉnh đã lựa chọn phương án là đi pháo 1 thoái 2 mềm mại hơn. À, nếu như ăn tốt thì sẽ cùng ăn tốt cùng ăn tốt. Còn nếu như chạy binh 3 bình 4 thì bên đen lúc đó mới đi thúc tốt à? Vâng, thằng Nguyễn đang bảo đen ngon hơn à? Ngon hơn ở cái điểm đó chính là điểm mã 7 đúng không Thắng? Điểm mã 7 của đối phương ấy, của bên anh Thức là đang có vấn đề này. Quân mã không di chuyển được. Sẽ còn mất một hai nước nữa để cởi con mã này. Cái cá nhân Phi Liên thì cho rằng là vừa rồi thúc tốt 2 tiến 1 luôn cũng được. Tốt 2 tiến 1 thì hoặc cũng có thể là anh Chỉnh đang e ngại là nếu như tốt 2 tiến 1 thì chạy xe 4 bình 8 à. Vâng, vậy là bắt tốt trước cho tốt chạy vào xong rồi mới đi pháo 1 tấn 1 bắt xe. Nếu như giật 1 thì sao? Thúc tốt 2 tiến 1 và vậy là tránh cái đòn là đi xe 4 bình 8 cô 2 cây á, cô tốt và cô xe. Và xin chào anh Trần Thọ nhé, chào mừng anh tới với kênh sóng của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Vâng, đây là một cái giải cờ tướng đồng đội vô địch 5 tỉnh Tây Nguyên, một sự chung tay để có thể có được một cái giải lần đầu tiên của 5 tỉnh Tây Nguyên. Cũng mong rằng quý vị khán giả đến kênh thì hãy like và chia sẻ giúp Phi Liêm nhé, để lan tỏa cái niềm yêu thích cờ tướng cũng như là ghi nhận cái sự nỗ lực đóng góp cũng như là các anh em đã tạo ra một cái sân chơi cho các kỳ thủ để nhằm để thúc đẩy và phát triển cái phong trào cờ tướng của nước nhà. Vâng, tốt 5 tiến 1 rồi. Vừa đang muốn đổi bớt con pháo đi đúng không? Rõ ràng là bên đen đang có xe pháo tốt một cánh và đấy là một cái lợi thế, và bên đỏ đang muốn đổi bớt quay đi. Sau khi đổi xong thì bên đỏ có cũng có một con tốt sang sông và con pháo 3 cũng đang đè con mã 7 của bên đen đó.
trong khi con xe, cái vấn đề nữa là con xe của bên đen hiện tại bây giờ vẫn đang tại vị xe 9 nữa, thì rõ ràng sau khi đổi xong thì bên đỏ sẽ có chủ động. Tuy nhiên lúc này thì anh Chỉnh không muốn đổi rồi, đang muốn tấn công vào hàng đáy của đối phương bằng nước pháo 1 tấn 4. Được đúng không quý vị? Phải giữ lại cây đúng không ạ? Nếu đổi đi thì bên đỏ hoàn toàn chủ động và không còn một cái mối lo ngại gì nữa. Về ngựa 7 thoái 6 là để nhằm mục đích pháo 8 bình 6 đúng không Thắng? Thắng đang muốn có nước pháo 8 bình 6 bắt đôi con xe. Đấy, tuy nhiên mình nghĩ rằng là đi pháo 1 tiến 4 trước cũng được, tấn công hàng đáy phải giữ quân đã. Những nước mã 7 thoái 6 thì khả năng là bên đỏ sẽ đi binh 4 tấn 1 ấy. Binh 4 tấn 1 thì bên đen cũng chưa đánh gì. Đấy, xe pháo tốt một cánh, đó mới là cái vấn đề mà bên đỏ đang cần phải lưu ý. Nước sau bên đen cũng có thể nhảy mã 3 tiến 2 được không? Chuẩn bị cho quân tốt ăn vào tốt 2 bình 3. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Quốc Đạt nhé, chào mừng bạn đến kênh. Vâng, Phi Liêm cũng đang lo cái vấn đề đấy. Nếu mà mã 7 thoái 6 ngũ thì chắc chắn là bên đỏ tấn tốt xuống ngay rồi. Binh 4 tấn 1. Và thậm chí là có khi còn đấm phát nữa. Lát nữa đợi có thời cơ là đấm phát nữa để phá vỡ sĩ luôn. Và vấn đề của đỏ bây giờ là sẽ phòng thủ như thế nào đây? Nếu như mà bây giờ mà lên con mã 7 tấn 5 ấy, nếu đi mã 7 tấn 5 hoặc là mã 7 thoái 5 thì bên đen đều giữ lại con xe, có thể là mã 7 tấn 5 thì đi xe 2 tấn 2 hoặc là mã 7 thoái thì đi xe 2 tấn 1. Vâng, tốt 5 tiến 1 rồi. Đi mã 3 tiến 2 được không quý vị? Bây giờ đi luôn mã 3 tiến 2 để đe dọa tốt bình 3. Đó. Ăn tốt đi và đuổi mã. Vâng, nếu cần thì pháo 8 thoái 2 hay hơn. Chuẩn luôn, đi nước pháo 8 thái 2 thì có vẻ như là hợp lý hơn là đi mã 7 thái 6. Đấy, chúng ta cùng xem bây giờ anh Thức đang đi binh 5 tấn 1 này. Khả năng là mục đích là để sau khi mà ăn, nếu như mà bên đen ăn tốt đầu lên á, đấy, thì bên đỏ ăn binh 4 bình 5 và nước sau mở đường cho việc cho pháo 8, pháo 2 đó, pháo 2 bình 5 tấn công vào trung lộ. Thế nhưng bây giờ mình không ăn ngay được không? Không cần ăn ngay, đi mã 3 tấn 2 luôn được không? Vâng, vậy là anh Chỉnh đã lựa chọn phương án đi mã 3 tấn 2 rồi. Nếu như mà tốt đỏ có ăn xuống, tốt 5 tiến 1 ăn xuống thì mã 7 tấn 5 lên thôi. Sẽ làm chậm một nhịp chứ không, mình ăn lên thì binh 4 bình 5 vào. Rồi sau đó mình thì bên đỏ cũng có cơ hội phản công ở tấn công ở trung lộ. Đi mã 3 tấn 2 là đang đe dọa luôn này. Tốt 2 bình 3 ăn tốt. Đồng thời bắt con mã 7 của bên đỏ. Nếu mà lên mã 7 tấn 5 thì khả năng bên đen có thể đi xe 2 tấn 2 được không? Và sẽ mở ra một cái đường tấn công cho bên đen ở hàng đáy. Tốt 5 tiến 1 rồi.
Vâng, mã 7 tấn 5. Và bây giờ thì anh Thức sẽ đi đâu? Liệu thúc tốt 4 tín 1. Vâng, thúc tốt 4 tín 1 xuống. Bây giờ nếu như đi mã 5 tấn 4 thì xe 4 sẽ bình 6. Nếu xe 4 bình 6 thì ăn tốt qua được, ăn tốt vào được không? Vừa bắt xe vừa bắt mã. Vâng, Trần Thọ bảo đi phá 8 thối 2 hay à? Nghĩa là không đi, ý bạn là không đi mã 3 tấn 2 mà đi phá 8 thối 2 luôn hả? Mã 5 tiến 4 và xe 4 bình 6 rồi. Liệu bây giờ ăn tốt luôn được không? Vâng. Vậy là thí tốt à? Đi tốt 3 tấn 1. Đi tốt 3 tấn 1 qua trước. Nếu mà tốt 7 tấn 1 thì chạy tốt 2 bình 3 đấy. Bắt xe và bắt mã. Vâng, bây giờ tỏ anh Thức sẽ phải xử lý nước cờ này như thế nào? Rõ ràng là bên đen đang đe dọa là tốt 2 bình 3. Bắt xe bắt mã. Pháo 2 bình 7 ăn qua tốt hoặc là tốt 7 ăn lên thì đều có nước tốt 2 bình 3 vào bắt xe bắt mã. Đấy, bên đỏ vẫn sẽ mất cây. Bây giờ anh Thức phải xử lý như nào đây? Còn quý vị thử xem có phương án nào phòng thủ cho bên đỏ không? Rõ ràng với việc mà rời xe đi khỏi lộ 4 thì hai con xe lại không trông nhau nữa và con xe 4 mất căn. Bây giờ đi thoái mã thì không được, nhảy mã 7 đến 5 lên không được, không nhảy mã đi đâu được thì mất xe. Bây giờ nếu như mà di chuyển xe thì lại cũng mất mã. Con mã 4 có thể mã 4 tiến 3 hoặc là đi xe 2 bình 3 mất mã 7 mất. Có vẻ như là bên đỏ mất cây chỗ này đúng không ạ? Đỏ mệt rồi à? Vâng. Phi Liên đang tính nhưng mà chưa biết là có cái nước nào để hợp lý cho bên đỏ đây. Nếu như không ăn tốt thì bên đen mà đi tốt 3 tiến 1 tràn nốt con tốt nữa sang thì cũng rất khó cho bên đỏ. Mà nếu ăn thì lại mất cây. Ăn tốt 7 tấn 1 thì binh 2 bình 3. Đấy, binh 2 bình 3 bắt buộc phải chạy xe. Chạy xe thì mất mã. Và anh Thức cũng nhìn như là muốn đi xe 6 thoái 2 rồi. Xe 6 thoái 2 thì bên đen cứ cứ ăn mã thôi. Vâng, qua những nước cờ trên thì cho chúng ta thấy rằng có lẽ là cái nước binh 5 tấn 1 của anh Thức có chưa hợp lý đâu không quý vị. Ăn có cảm giác như là mỏng trung lộ của đối phương ấy, để tấn công. Tuy nhiên thì sau khi mà con mã 7 tiến 5 lên thì có nước mã 5 tiến 4. Đấy, rồi sau đó có cái nước thí, quan trọng là cái nước thí tốt 3 của anh Chỉnh. Anh Chỉnh đã có một nước cờ rất hay, đó là tốt 3 tiến 1. Và bây giờ thì đã ăn được cây rồi. Mã 4 tiến 3. Mã 4 tiến 3 nước sau xe 2 tấn 2 là bên đỏ khó đỡ nhá. Con xe 6 đứng ở vị trí gọi là còn cản tượng nữa. Tốt 7 tấn 1 đã, bây giờ đi luôn xe 2 tấn 2 được không? Bỏ cây được không? Đấy, vâng. Đấy, xe 2 tấn 2 bỏ luôn. Nếu mà ăn tốt 7 bình 8 thì sẽ là xe 2 bình 3. Xin chào toàn Phạm nhá. Chào mừng bạn đến kênh. Thủy thủ Phạm Lê Minh Thư à? Mình nghĩ là tên như vậy thôi nhưng mà chắc là thủy thủ nam đấy. Chứ nếu mà nữ mà vào
kể cả trong giải phong trào và thủy thủ nữ mà thi đấu ở cái giải này cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Mình nghĩ là nan thôi. Xin chào Hưng Nguyễn nhé, chào mừng bạn đến kênh. Vâng, tất cả các kỳ thủ của chúng ta hiện nay đều là các kỳ thủ phong trào vì yêu cờ mà đến đó các bạn ạ. À. Nên là chúng ta khi mà đã xem kỳ thủ chuyên nghiệp với cả kỳ thủ phong trào, hiện tại bây giờ thì các bạn cũng có một cái, nghĩa là có một cái nhận định nó nghĩa là hợp lý. Mặc dù là phong trào nhưng mà cũng vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là các kỳ thủ cũng đã thể hiện những nước cờ cũng rất là hay. Ví dụ như anh Chỉnh, anh ấy đã có những nước như là thí quân, phối hợp quân. Có cảm giác như là khi mà hai con tốt của anh Thức Sang cũng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên thì anh Chỉnh anh ấy đã xoay chuyển tình thế khi mà con mã 7 tiến lên được hàng 5 và mã 5 tiến 4. Và bây giờ thì đang có một cái thế cờ rất là mạnh mẽ. Đang thí mã lại đây, tốt 7 tấn 1 không cần chạy mã nữa mà xe 2 tấn 2 để bắt tượng, và sau đó xe 3 bình 4 ăn vào sĩ chiếu hết. Một thế cờ khó khăn cho anh Thức rồi. Và bên chào Ronaldo béo nhé. Bên đen chấp xe luôn à? Thực chất là bên đen chưa ra được. Tuy nhiên lúc đấy thì nếu mà ra xe thì lại chậm ấy. Lại chậm tấn công. Bên đỏ lúc đấy thì đang yêu cầu đổi pháo rồi bắt tốt rồi. Chính vì vậy mà anh Chỉnh đã chấp nhận là để xe một cánh, tại vị một cánh, và sau đấy tấn công vào cánh bên trái của bên đỏ. Rõ ràng đến đây thì anh Thức đang gặp nhiều khó khăn rồi. Vâng, câu lạc bộ của Đắk Nông có chia sẻ rằng anh Chỉnh hiện nay đang là giáo viên, một giáo viên nhé. Anh yêu thích và chơi cờ được 19 năm nay rồi. Và anh đã từng vô địch thành phố Gia Nghĩa năm 2022. Vâng, trên hình ảnh thì chúng ta nhìn thấy một thầy giáo rất thư sinh đúng không ạ? Tuy nhiên thì đường cờ sắc bén. Anh Thức sẽ phải chống đỡ thế nào đây? Cảm ơn Toàn Phạm. Vâng, Phi Liêm cũng mong vậy. Và hy vọng Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam có dịp nào về Sóc Trăng phát triển phong trào cờ tướng thì hay quá. Rõ ràng là để phát triển phong trào thì tất cả chúng ta đều cùng chung tay thì mới thành công được. Cả một cộng đồng, một xã hội, và đặc biệt là bên lãnh đạo của Sóc Trăng cũng sẽ quan tâm tới thì sẽ phát triển được thôi. Chắc chắn là Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam sẽ rất vui mừng để có thể được hỗ trợ các tỉnh. Vâng, pháo bình 7 à. Pháo bình 7 bây giờ nếu mà... Vâng, Thức đang tính rằng nếu như mà đi xe 2 bình 3 đấy, đe dọa chiếu hết thì pháo 7 sẽ thoái 2 ăn mã đi. Vẫn là ưu thế cho bên đen đúng không ạ? Kể cả đấu đi thì tốt ăn xuống vì vẫn đang có nước đe dọa xe 3 thoái 1 đấy. Xe 3 thoái 1 chiếu ăn xe. Còn nếu như mà chạy xe 6 bình 9 thì lúc đấy bên đen cũng có phương án là ăn pháo 1 bình 4 ăn sĩ đi. Hoặc lúc đó chạy mã 2 trước. Và hoàn toàn chủ động thôi. Vâng, Trần Thọ bảo hồi nãy là đỏ có nước pháo bình 5 mà. Pháo bình 5 đừng ăn tốt qua. Nghĩa là không ăn tốt 7 đúng không? Không tốt 7 tiến 1. Mà chạy luôn pháo bình 5.
Đi ngược mã 2 tiến 1 cho chắc. Và tóm lại cứ để hai con mã liên kết với nhau, nếu mà pháo ăn về thì mã ăn qua. Và cũng hay. Đi mã 2 tiến 1, nếu mà đối phương đi xe 6 tiến 8 thì chỉ việc vác tượng 3 tiến 1 lên thì bên đỏ không có đòn gì cả. Mã 2 tiến 1 còn đang đe dọa mà, mã 2 tiến 1 là xe 3 bình 4, bắt buộc phải ăn đã. 6 7 thối 2 à? 6 7 thối 2 lại mã 1 tiến 3 mà khó xử lý quá nhỉ. Khả năng vẫn phải chạy xe 4 bình 6 đúng không? Xe 4 bình 6 để cản hoặc là đi xe 6 tấn 1 được không? Không được, đi xe 6 tấn 1 còn thoái bắt đôi xe cơ. Đấy là chưa kể đi những nước có thể không cần đánh cục mỗi xe thoái xe, thoái vào bắt xe cũng không được. Chạy xe 4 bình 6 được không quý vị? Vâng. Xe 4 bình 6 bây giờ nếu ăn chiếu thì sao? Thượng tướng có nên ăn không? Ăn chiếu luôn rồi. Thượng tướng ăn nốt à? Vâng, ăn nốt nếu tướng ăn ra có, vâng, có cảm giác có hơi bị vội vàng không nhỉ? Cá nhân Phi Liêm thì Phi Liêm không thích đổi xe đâu, rõ ràng con bên đen là con xe chiến, con xe mạnh, có cần thiết phải đổi xe không? Tuy nhiên có nước mã 2 tiến 1 cũng được, mã 2 tiến 1 đang đe dọa, mã 2 tiến 1 đang đe dọa bắt pháo này, sau đó mã 1 tiến 2, mã 1 có nước mã 1 tiến 2 dọa hết. Và ôi nhưng có pháo 7 bình 5 đang phản nhá quý vị. Bây giờ đi mã 1 tấn 2 là ăn xe xuống sĩ hết cờ luôn đấy. Vâng, chiếu bắt buộc tướng phải vào. Thế thì lại không bắt xe được. Vâng, lại nhốt xe. Mã 1 tiến 3 nhốt xe. Bây giờ mà xuất tướng 5 bình 6 thì chạy chạy xe 9 bình 6 thì xe 6 tấn lên. Vâng. Đấy là lý do vì sao mình chưa thích vội đấu con xe đen vội. Rõ ràng con xe pháo mã đang đánh khỏe hơn và con xe của mình là xe chiến. Bây giờ bên đen lại thiếu một xe rồi, thiếu quân đánh rồi. Liệu bây giờ thoái pháo về bắt đôi, bắt xe bắt mã được không? Quá được luôn hả Thắng? Vâng, pháo 1 thấy 2 rồi, bây giờ xe phải chạy đã. Bây giờ xe chạy cản tượng hay là đi đâu? Hay là chạy xe 6 tiến 4? Tóm lại là phải chạy xe đã thôi. Thôi không đánh gì thì ăn con mã đi. Ăn mã trong nước sau thì lại đi... lại lấy hai pháo kết hợp với nhau, có thể là pháo 8 tiến 6 này và đe dọa chiếu tướng, xong rồi xe 9 bình 8. Và đây sẽ là một ván cờ mỏi mệt đối với anh Trần Văn Thức rồi. Liệu bây giờ chạy xe 6 bình 2 đi, đỡ đi được không? Vâng, thúc tốt 4 luôn à? Thúc tốt 4 luôn là đang đe dọa là tốt 4 tiến 1 rồi xe 6 bình 4 đấy. Chạy pháo ra thúc phát nữa đâm chiếu thượng. Chạy xe 9 bình 8 dọa hết. Vâng, vẫn được. Bây giờ nếu mà tấn pháo 8 lên được không? Vâng, bên đỏ đang đe dọa là thúc tốt rồi chạy xe 6 bình 4 qua. Mặc dù là đen hơn quân ấy, nhưng mà cũng phải rất là cẩn trọng. Rõ ràng với việc là con xe chậm ra, con xe khỏe thì đấu rồi, vẫn cần phải có xe hỗ trợ.
Chào Phước Võ nhé, chào mừng bạn đến với kênh sóng của Liên đoàn Cờ. Và Kim Liêm xin kính chào hơn 145 quý vị khán giả có mặt ở trên kênh ạ. Và bây giờ quý vị thử nghĩ cho bên bên đen xem đi đâu chính xác. Bây giờ thiếu chính xác một cái là bị phản phản công, bị lật ngược luôn nhé. Đấy, bên đỏ bây giờ đang đe dọa có hai nước cờ thôi, tốt 4 và xây 6 bình 4 là chiếm hết đó. Vâng, vậy là anh Chỉnh đã quyết định là đi mã 3 thoái 5 đã, đưa con tướng vào trong đã, không để ngoài là thấy nguy hiểm quá. À, bây giờ chạy xe 9 bình 6 được chưa? Xe 9 bình 6 thì bên bên đỏ của anh Thức sẽ đi xe 6 bình 4. Xe vẫn chưa ra được. Xe 9 bình 7 được không quý vị? Xe 9 bình 7 bắt pháo đi, xong rồi đưa con xe lên để bắt con pháo đầu. Và xe 9 bình 7 thì bắt buộc bên khả năng là bên đỏ sẽ phải đi xe 6 tiến 1. Đấy, sau đó thì mới vâng, vậy lại đi xe 9 bình 6 à? Xe 9 bình 7 hay hơn chứ nhỉ? Xe 9 bình 6 bị xe 6 bình 4. Xe 9 bình 7 thì nếu như pháo chạy đi thì lúc đấy xe sớm ra ngoài đó, để có thể chạy lên xe lên bắt pháo. Rồi đâm pháo 8 tiến 6 đe dọa chiếu chẳng hạn vậy. Vâng, em xin chào Mr. Trường nhé. Chào mừng anh đến kênh sóng của Liên đoàn Cờ ạ. Vâng, pháo 3 của đảo cơ động à. Tuy nhiên nhưng mà bây giờ chạy ấy, chạy thì có nước thì xe cũng 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 tích cực mà. Nếu giả sử như chạy pháo 3 bình 5 đi thì chạy xe lên bắt con pháo. Đấy. Chạy xe 7 tấn 3 bắt pháo luôn hoặc là xe 7 tấn 5 bắt pháo được không? Có e ngại ăn pháo 5 vào tượng chiếu không quý vị? Vâng, xin chào anh Tuấn Ngô, đi tốt 4 bình 5 à? Đang bắt pháo mà anh. Tốt 4 bình 5 nghĩa là ăn luôn. Ăn luôn thì em ăn pháo. Và không ăn tượng lên, ăn pháo luôn thì sao? Cắm xe à? Nếu mà cắm xe 6 tấn 3 thì xe 7 bình 5. Vâng, vậy là anh Thức đã quyết định phải giữ pháo rồi. Đi xe 6 tiến 1 chứ không để cho con xe 7 tích cực lên được. Xe 7 tích cực lên thì rất nguy hiểm đấy. Bây giờ đi pháo 8 tiến 6 được chưa? Pháo 8 tiến 6 đe dọa chiếu tướng. Nếu mà tướng xuống thì lại chạy pháo 7 bình 1 qua, chuyển sang cánh bên này. Còn nếu mà thượng tướng thì đi mã 5 tấn 7. Vâng, những ai mà mới biết kênh thì em cũng mong rằng quý vị khán giả hãy bớt chút thời gian để like và chia sẻ giúp kênh để có mọi người biết tới nhé. À, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Vâng, pháo 3 bình 1. Ồ. Có vẻ như vừa rồi ai đi đã động vào cam rồi nên là cái bàn cờ của chúng ta nó hơi bị nghiêng rồi. Pháo 8 tiến 6 được không nhỉ? Pháo 8 tiến 6 chuyển xe 6 bình 2 qua. Chiếu tướng. Đấy, đang.
Vâng, xin chào bạn Ba nhé. Mình vẫn chưa dịch được, nhiều lúc là các bạn viết liền á hoặc là không có dấu ấy, thì cũng mong khi Liêm cũng mong các bạn thông cảm vì có lẽ mình cũng chưa đọc được đúng tên của các bạn. Và nếu cứ như mà cứ đi pháo 8 thoái 1 rồi pháo 3 thoái 1, pháo 8 thoái 1 thì chúng ta sẽ hòa mất. Giờ phải đi thế nào, phải thay đổi nước đi thôi. Và quý vị thử xem giúp Phi Liên xem đến đây thì bên đen cái cách phòng thủ tốt nhất cho bên đen là gì? À, liệu bây giờ có đi phá 8 tấn 6 được không? Vâng, vậy là anh Chỉnh đã quyết định đi xe 7 bình 6 rồi. Đi xe 7 bình 6 bắt tốt. Nếu như xe 6 bình 4 thì sao quý vị? Xe 6 bình 4 đè mã lại thì sẽ có nước, và đè lại thì có nước mã 7 thoái, mã 5 thoái 7 đấy. Vâng, chiếu. Xe 6 thoái 2, bây giờ đâm chiếu sao? Đâm chiếu lại. Vâng, xe 6 đâm chiếu lại, bây giờ xuất tướng được chưa? Đấy, nếu như vừa rồi mà không có nước đâm chiếu lại là thua cờ đấy. Pháo 3 sẽ có pháo lăn là pháo 3 bình 6 chiếu, giật xe về là ăn pháo sang xe, hết cờ. Chính vì vậy mà anh Chỉnh đã phải đâm chiếu trước và sau đó có nước xuất tướng. Bây giờ giật chiếu thì về lên sĩ thôi, sĩ 5 tấn 4. Sĩ 5 tấn 4 được chưa ạ? Nhốt pháo lại. Vâng, đang chiếu. Sĩ 4 tấn 5. Vâng, hai con mã bây giờ sẽ phát huy tác dụng đây. Bây giờ liệu có nhảy mã về, thoái mã về để bắt sĩ không? Bắt sĩ ăn chiếu lên. Bắt sĩ mã 5 tấn 3 được không ạ? Mã 5 tấn 3 dọa ăn sĩ chiếu hết cờ đấy. Sao đen không về pháo mà lên voi à? Ở nước nào nhỉ? Nước nào nhỉ Thắng Nguyễn? Đi mã 2 thoái 3, mã 2 thoái 3 thì không kịp, thì chưa kịp ăn luôn. Và đâm chiếu đi thôi. Thượng tướng lên. Vâng, xe bắt rồi. Đâm chiếu. Mã nhảy chiếu tiếp. Khó rồi, bây giờ đi đâu? Xuất tướng không được. Tướng bình 6 thì bị xe 6 bình 4 chiếu hết. Vâng. Vậy là thua cờ rồi. Vâng, xin chúc mừng anh Lê Văn Chỉnh của đội tuyển Đắk Nông đã có ván thắng trước anh Trần Văn Thức của tuyển Kon Tum. Và ván cờ cho thấy rằng là anh Thức cũng đã cầu công. Thực chất là William thấy rằng là cả hai bên cầu công thì mới có thắng thua. Nếu như lúc đó sau cây nước và pháo thoái 1 của anh Chỉnh để bắt quân tốt 3 và anh Thức có cây nước pháo 2 bình 8 ăn cái quân tốt biên đi. Đấy, ăn quân tốt biên của bên bên trái đen đi thì lúc đó sẽ không có sự phối hợp của xe pháo tốt ở bên cánh cánh trái của bên đỏ và bên đỏ cũng không có sự nguy hiểm. Tuy nhiên thì với sự cầu công của mình thì anh Thức đã quyết định là để cho bên đen đánh và chúng ta đã thấy rằng sau những nước cờ được phối hợp đầy đẹp mắt của mình thì anh Lê Văn Chỉnh đã giành chiến thắng trước anh Trần Văn Thức và xin chúc mừng đội tuyển Đắk Nông.